Tiếp tục diễn biến bộ phim Thế giới hoàn mỹ, sau khi để cho Thạch Hậu trắng trợn cướp đoạt bảo vật, mấy lão già thiên nhân tộc liền quay trở về báo tin. Có thể dùng thần thông xúc địa thành thốn của thiên nhân tộc và côn bằng thần pháp cũng chỉ có một mình Hoang mà thôi. Thiên thần thiên nhân tộc biết tiểu tử này đang trả thù, hành động cướp đoạt là khiêu khích trắng trợn. Ông ra lệnh cho tất cả người trong tộc dùng toàn lực truy nã Hoang, đồng thời yêu cầu một vị thiên thần khác là Mạc La đi bẩm báo chuyện này cho người hộ đạo. Vật bị lấy đi quá quý giá, bọn họ phải để cho cấp trên biết để xử lý. Vân Hy nghe lén được toàn bộ cuộc nói chuyện, nàng vô cùng lo lắng cho Thạch Hậu. Thạch Hậu quay trở về Chí Tôn đạo tràng, lấy ra quả trứng rồi bắt đầu nghiên cứu. Quả trứng này đã có linh trí, nó liên tục bay xung quanh Thạch Hậu. Tề Đạo Lâm đang ngáp ngủ cũng tỉnh lại, nhìn thấy quả trứng trước mặt Thạch Hậu, ông ta liền tiến lại xem rồi cười vui sướng. Thạch Hậu hỏi thăm thứ này là gì, ông cho biết đây là một món vật liệu tiên thánh chưa thành hình. Có lẽ là linh bảo tự nhiên đang trong quá trình thai nghén. Thạch Hậu bất ngờ vì câu trả lời này, cậu vốn dĩ cho rằng đây chỉ là quả trứng, còn định ăn nó. Tề Đạo Lâm nghe xong liền gõ đầu cho nam chính tỉnh ngộ. Bên ngoài của nó được bao bọc bởi lớp vỏ tiên kim và mẫu khí, đang cùng nhau hấp thu bản nguyên thiên địa và đại đạo, cuối cùng dưỡng dục thành vật bên trong. Thứ này cũng là một loại tiên chủng, có thể dùng nó để giúp sức bản thân thực hiện tiến hóa mạnh nhất. Thạch Hậu có thể nhờ vật này để nhóm thần hỏa. Tề Đạo Lâm cảm thấy nhóm thần hỏa bây giờ còn quá sớm, bởi vì vật này có ẩn chứa đạo tắc thiên đạo, xưa nay có rất nhiều hạng người xuất chúng. Không chỉ một mình cậu có ý tưởng này, tất cả đều muốn mượn trời đất làm lò, dùng đạo tắc thiên địa làm lửa. Nhưng cách nhóm thần hỏa này quá khó, Thạch Hậu muốn sử dụng nó cho mình thì chỉ có tỷ lệ thành công là 20%. Một khi thất bại, cả cậu và thứ này đều sẽ hóa thành tro tàn. Nếu có thể thành công thì thứ này sẽ cộng sinh với cậu. Giống như để chư thiên đạo tắc đúc thành vết đạo, hòa vào bản thân. Thạch Hậu nghe vậy liền muốn thử. Tề Đạo Lâm bất ngờ, một lần thử là cửu tử nhất sinh đấy. Thạch Hậu kiên quyết, không thử qua thì sao biết là không được. Lời này làm cho Tề Đạo Lâm phải trầm ngâm suy nghĩ. Thời còn trẻ, ông cũng có nhiệt huyết và sự liều lĩnh giống như vậy. Đối mặt với thử thách, ông cũng từng nói ra câu giống như Thạch Hậu. Tề Đạo Lâm quyết định sẽ trợ giúp. Ông bắt đầu thi triển sức mạnh, triệu hoán ra rất nhiều tấm đá và nhắc nhở. Nếu đã đi con đường này thì không cần phải làm ruồi không đâu. Những thứ trước mặt này đều là kinh nghiệm của những người đi trước ghi chép lại. Thạch Hậu bắt đầu tu luyện. Được biết, bộ môn Bát Cửu Thiên Công, vác núi chạy lòng vòng là phép thuật khống chế bảo thuật. Yêu cầu là cần nhục thần, cốt văn, tinh thần dung hợp cao độ, không còn phân biệt được thì mới có thể tu luyện. Hiện tại, Thạch Hậu vẫn chưa đạt được yêu cầu, nhưng mà dựa vào nhục thể mạnh mẽ vô song của cậu, có thể học được một phần sơ sơ trong đó. Trong thời gian Thạch Hậu đang chăm chú tu luyện thì đám người thiên nhân tộc đã phát lệnh truy nã và lùng sục khắp nơi. Đáng tiếc rằng, hành động tìm kiếm của bọn họ lại vô ích. Nếu Thạch Hậu muốn lộ mặt thì cậu tự khắc sẽ ra ngoài. Tề Đạo Lâm ở một bên hỗ trợ Thạch Hậu, ông nhận ra lý do cậu đến tiên trì tắm là vì luyện hóa kim bổ quả. Có vật này trợ giúp, thần trí nguyên thần của cậu sẽ không ngừng lớn mạnh. Tập luyện thiên công cũng nắm chắc hơn. Quá trình tu luyện của nam chính vô cùng suôn sẻ, động tĩnh gây ra quá lớn. Cảnh giới tôn giả cảnh xuất hiện huyết khí ngút trời. Huyết khí còn hóa thành trần lòng nhìn xuống tám hướng. Dị tượng bậc này, xưa này không có mấy ai. Cậu bắt đầu dung hợp quả trứng vào cơ thể, thành công nhóm lên thần hỏa. Thực lực tôn giả cảnh hậu kỳ, công pháp Bát Cửu Thiên Công có thành tựu đầu tiên. Sau khi tu luyện xong, Tề Đạo Lâm nhắc nhở cậu đừng kích động, trước tiên hãy ra ngoài đã. Hóa ra là bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn. Trước đó cậu bận nghiên cứu cốt thứ nên ông đã không nói. Người của thiên nhân tộc đang phái ra thiên thần tìm kiếm tung tích của cậu khắp nơi. Đồng thời lợi dụng tình hình áp bức mấy thế lực đạo thống hạ giới ở thượng giới. Trong đó Hòa tộc ở Tội Châu bị tổn thất nặng nề nhất. Nghe đến Hòa tộc, Thạch Hậu lập tức nhớ tới Hòa Linh Nhi. Có thể cô nàng đang ở đó. Hành động này chính là đang ép Thạch Hậu phải hiện thần. Thế là cậu sẽ ra ngoài cho bọn chúng vừa lòng. Tề Đạo Lâm ủng hộ chuyện này. Lỡ mà đánh thua thì đừng trở về nữa. Thạch Hậu đi tới quặng mỏ của thiên nhân tộc rồi lớn tiếng khiêu khích. Hai tên cường giả nhanh chóng ra ngoài. Bọn họ cho rằng hành động của Thạch Hậu chính là đang chui đầu vào lưới. Hai tên thần nhanh chóng tung chiêu tấn công. Thạch Hậu nhẹ nhàng ngăn cản. Bọn chúng biết cậu có thần thông miễn dịch pháp lực, hoàn toàn không làm gì được nên chọn cách rút lui để câu giờ đến lúc thần thông hết hiệu lực. Thạch Hậu đuổi theo, bọn chúng lại đánh ra một trường nhưng không làm gì được nam chính. Cậu lao đến đánh cho một tên rơi xuống đất, sau đó đuổi theo chặn đường tên còn lại, tặng cho đối phương một đấm bay lên trời rồi ném ra chiếc lá của liễu thần, kết liễu tên cường giả thiên nhân tộc. Chuyện kế tiếp là phá hủy quặng mỏ. Cậu phóng xuống dưới vô số quả cầu lửa, đánh cho quặng mỏ thành một cái phế tích.
Tin tức thạch hậu đại khai sát giới nhanh chóng được lan truyền ra ngoài, trở thành chủ đề bàn tán của các tu sĩ. Chỉ trong thời gian ngắn, thạch hậu đã hủy đi 15 mỏ khoáng của thiên nhân tộc, đánh chết hơn 10 vị cường giả thần hỏa cảnh. Vân Hy cùng với hai tên sư huynh nghe được toàn bộ lời bàn tán. Tên thanh niên gọi là Vũ Luân vô cùng tức giận. Ba người bọn họ là 6 anh tài kiệt xuất của thiên nhân tộc. Lần này đến Thiên Tiên Thư Viện có nhiệm vụ khác, Vân Hy khuyên bọn họ đừng ra ngoài gây chuyện với đám tu sĩ đang bàn tán nói xấu thiên nhân tộc. Tên còn lại cũng cho rằng Vân Hy đang nhớ tới thạch hậu. Vân Hy nhắc lại trách nhiệm, ba người đã được thiên thần trong tộc yêu cầu đến đây thì nên tập trung hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ nghe vậy đành chấp nhận ở yên tại chỗ. Sau khi làm xong việc công thì sẽ cùng nhau đến tìm hoàng tính sổ. Thạch hậu tìm đến quặng mỏ cuối cùng, vừa hay bầu trời lại mưa to, sấm chớp đùng đùng. Cậu vừa mới hạ chân xuống thì ba tên cường giả đã xuất hiện bao vây, giống như là đã mai phục sẵn chờ nam chính xuất hiện. Bọn họ cũng khâm phục sự can đảm của thạch hậu, liên tục đánh giết cao thủ trong tộc bọn họ, vậy mà vẫn còn dám xuất hiện tại đây. Đây là thần mỏ quan trọng nhất của thiên nhân tộc. Thạch hậu thẳng thắn cho biết, bọn họ kính mình một thước, mình sẽ nhường lại một trượng. Nhưng thiên nhân tộc đã muốn giết người giành bảo thuật, vậy thì cậu sẽ không khách khí, chỉ không biết là hôm nay ai sẽ là người chết. Lời này đối với bọn họ là quá ngông cuồng, thực lực cậu chỉ là tôn giả cảnh, vậy mà định vượt tận hai cảnh giới đối chiến với ba chân thần. Chỉ mới mấy ngày mà đã ngông cuồng như thế này rồi, bọn họ lập tức lao lên. Thạch hậu vừa vận công vừa cho biết, lần này mình đến là có sự chuẩn bị, cố ý chọn thời điểm lôi vân đầy trời. Hóa ra ý đồ của nam chính là mượn uy lực của sấm sét để thi triển lôi đế bảo thuật. Thiên lôi là sức mạnh vô cùng khủng khiếp, bà lão già biết mình không thể kháng cự lại, cho nên lập tức quay xe bỏ chạy. Thạch hạo phóng ra một luồng sấm sét đánh cho cả đám sấp mặt. Một lão già cố gắng phản công nhưng còn chưa kịp tung chiêu thì đã bị sấm sét giật cho cháy người. Hai lão già còn lại quyết định bỏ chạy nhưng vẫn bị sấm sét đánh về đất mẹ. Đến đây thì ba cường giả chân thần đã bị tiêu diệt. Thạch hạo cảm thấy uy lực của lôi đế bảo thuật quá mạnh, vượt xa cực hạn bản thân tu sĩ. Đáng tiếc là cần phải mượn đến sức mạnh sấm sét. Hôm nay gặp được thời tiết như vậy đúng là thiên thời địa lợi. Chỉ có thể nói rằng ông trời muốn diệt thiên nhân tộc. Đến đây thì tập phim đã hết rồi, diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Hãy cùng mình đón xem nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau!